chạy thẳng luôn mà quẹo luôn, thẳng luôn, thẳng luôn, thẳng luôn sao quẹo, phải vô lên quẹo mới quẹo chứ, thẳng luôn mà quẹo luôn, lỡ rồi không cho công an nó bắt, không đậu lại được nữa, quẹo luôn cho liều luôn hả, chứ giờ sao đậu lại công an bắt sao. Kỳ cục quá, tao biểu chạy ra quận 6 giờ tự nhiên ghé quận 5 rồi. Bây giờ tôi chạy hay anh chạy? Chạy gì, gì anh mà... biết ngon thì anh đi bộ đi. Trời ơi, tự nhiên chạy vô đường này là chỗ đâu đậu. Bây giờ anh muốn tới chỗ có nhiều lồng đèn đúng không? Ừ. Cuộc đời này cái gì anh Cương cũng biết, mà liêm sĩ anh Cương không biết à. Lại nhìn cha nội vô duyên. Tết đến rồi, tết đến rồi. Là Tết Trung Thu chứ không Tết Nguyên Đán đâu nha. Tại Tết Trung Thu thường người ta hát cái bài gì anh Cương? Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Đèn ông sao, dây đèn cá chép, chúng em vui đùa với con trăng. Anh Cương, hôm bữa mấy cái clip mà em quay với anh Cương, em đi nói chuyện với anh Cương có rất là nhiều khán giả thích nha. Người ta nói trời ơi, không ngờ anh Cương là người uyên bác, cái gì trên cuộc đời này anh cũng biết hết, sử nè, địa lý nè, thiên văn nè, rồi có nhiều người hỏi em là anh Cương còn biết cái gì nữa, cho nên là ngày hôm nay em chở anh Cương đi, em hỏi về cái bài hát này á, là có lý do nha anh Cương. Tại vì mình gần tới Tết Trung Thu rồi, mà Tết Trung Thu á rất là nhiều em bé chơi lồng đèn, mà thậm chí là ba mẹ của em bé cũng không biết những cái sự tích, những cái câu chuyện về Tết Trung Thu để kể cho các em bé nghe. Mà em nghĩ anh Cương là người có thể biết được chuyện này, cho nên ngày hôm nay em muốn anh Cương dắt em đi tới một nơi có nhiều lồng đèn và kể em nghe sự tích về chú Cuội, chị Hằng và con Thỏ Ngọc được không? Được, sẵn sàng giúp đỡ thôi. Mà Quý Khánh nó hay thiệt luôn á. Mình đi quay clip cho mình cuối cùng nó cũng bào clip mà. Khổ thiệt luôn á. Quá trời ngô đất Quý Khánh ơi. Nhiều người khán giả nói câu này em nghe em tự ái giùm anh Cương luôn. Vậy? Nha. Nói trên cuộc đời này cái gì anh Cương cũng biết, mà liêm sĩ là anh Cương không biết à. Cha nội nhân viên. Mày lo bào clip bây giờ vô là cái len này không, coi như là mình định quẹo mà nó hết đèn xanh thôi anh Cương. Không, lấy mình nó lùi đi, lùi đi, lùi đi. Cái này là có liêm sĩ nè anh Cương. Sĩ diện anh Cương. Trời ơi sao anh Cương dịch cho em nghe từ liêm sĩ là gì anh Cương? Sao tôi đi quay cho Quý Khánh tôi bị nó dìm hàng tôi quá vậy trời. Khán giả người ta thích anh Cương, kiểu như người ta thấy mình nói chuyện một kiểu đời thường á anh Cương. Thiệt. Thiệt là thấy vui. Nói chung là anh quá mệt mỏi vì em rồi. Bây giờ thưa quý vị, chúng tôi đang ở khu phố đường Hải Thượng Lãn Ông. Hải Thượng Lãn Ông là một nhà thuốc kêu bằng nổi tiếng của Việt Nam chúng ta, là gọi là danh y á, hồi xưa gọi là danh y á, Hải Thượng Lãn Ông sống ở đời nhà Lê. Đó, ông là rất là cứu rất là nhiều người bị bệnh rồi bốc thuốc cho vua quan trong triều á, cho nên được mệnh danh là giống như là thần y vậy đó của Việt Nam mình, là ông Hải Thượng Lãn Ông. Rồi cái gì cũng biết hết, đúng thiệt là anh Cương một cái cảnh đang sống. Rồi kể chuyện cho Quy Khánh biết là sự tích Tết Trung Thu, là thật sự cái Tết Trung Thu này nó không phải là của Việt Nam mình bà con ơi. Tết Trung Thu này nó là của văn hóa của người Trung Hoa. Thì ngày xưa vào đời Đường á thì một có một vị vua vào ngày rằm tháng 8 thì ổng nằm ổng mơ, ổng thấy là có một cái vị thần á, thần tiên á Khánh, rước ổng lên cung trăng á, lên làm một cái cầu vòng cho ổng đi bộ từ mặt đất lên cung trăng. Thì lên trên đó thì có những cái dạ yến tiệc, có những cung nữ múa hát những khúc nghê thường, đúng không? Mà ông vua là rất giỏi về những cái âm nhạc và múa, thì ổng cảm nhận được cái điệu múa đó, và ổng về ổng mới truyền bá cho cung nữ và dân gian. Từ đó mới có câu gọi là biết cái từ vũ khúc nghê thường không, là một cái sự gì đó nó lung linh huyền ảo mà nó đẹp và nó rất là quyến rũ, thì người ta gọi là vũ khúc nghê thường đó. Cho nên từ đó khi mà ổng về tới mặt đất rồi á, về tan cái giấc ngủ, ổng vẫn còn lân lân, Khánh hiểu không, ổng vẫn lân lân để ổng nhớ về cái giấc mơ của ổng. Và từ đó về sau ổng mới quyết định trong dân gian vào những cái ngày là rằm Trung Thu, là rằm tháng 8 á, là tổ chức cho mọi người được ăn uống và nhảy múa đó. Từ đó sẽ thêm những cái tập tục về lồng đèn và bánh Trung Thu mới ra đời sau này. Đó là cái sự tích của Tết Trung Thu. Bây giờ đây là con đường quá, rất nhiều lồng đèn quận 5 phải không? Ừ, cho tôi quay mấy cái lồng đèn đi. Chào chú. Chào chú. Rồi. Trời ơi, tự nhiên chạy vô đường này là chỗ đâu đậu quá tài. Kỳ cục quá, tao biểu chạy ra quận 6 giờ tự nhiên ghé vô quận 5 rồi. Bây giờ tôi chạy hay anh chạy? Chạy gì, gì anh mà... biết ngon thì anh đi bộ đi. Bây giờ anh muốn tới chỗ có nhiều lồng đèn đúng không? Ừ.
thì miễn sao tôi chở anh tới chỗ lồng đèn thôi. Thì mình lên xe phải lị đò thôi, thôi giờ là ông đậu bên này được không, cái này có chỗ đậu. Đậu xe buýt không được thì ông thẳng qua bên kia kiếm chỗ đậu cho tôi đi, khổ ghê bà con ơi. Bây giờ tôi sẽ quẹo phải nè. Được, phải không có chỗ đậu, bây giờ ông đậu trên đó cho tôi. Đi bộ tội nghiệp ông. Thôi tôi đi bộ được, tôi tập thể dục được. Trời ơi chỗ này có chỗ đậu nè. Không, không, đường nó không có đậu được đâu. Trời ơi bây giờ thấy xe kính mít hết đâu. Kính mít thì kiếm chỗ chui vô. Phải linh hoạt chứ, trong xã hội loài người phải linh hoạt chứ. Tôi đi hết con đường không coi có cái chỗ trống nào trong đậu không. Đó kê sau lưng cái xe. Trời ơi tao để hai cục cù lôi được. Chán lắm các bạn, chở anh Cương đi phố lồng đèn, cái lồng đi khu bán lồng đèn để nói về cái trung thu, sự tích trung thu mà anh Cương nói mày xuống đó mày phải đeo khẩu trang như Nhật Khánh, để anh là ngôi sao, anh là số 1, bởi vì đi với mày nhiều người để ý mày hỏi chuyện mày không, anh không nói chuyện được, cho nên mày phải đóng vai ông tài xế bây giờ, cho nên mình phải vô vai ông tài xế bất đắc dĩ. Ôi cả cái cửa luôn, xuống đi ông nội, từ từ thiếu gì chỗ đậu bắp vô đây đậu cả cái cửa người ta luôn. Ông làm cái gì hoài mở cửa mũi nó vô. Thấy không? Người ta phải dày nè, đó thấy không? Trời ơi, ông không thấy đồ nữa. Nhiều chuyện quá, ông nhiều chuyện quá. Trời ơi là trời ơi. Bà qua người ta nhìn ông quá trời kìa. Đó, bà con ông nói nhiều nha. Trời ơi, thấy không? Thấy tôi dễ thương nghe không? Người ta tưởng học sinh ăn bài, người ta cho vô quay cái tiệm đồ của người ta luôn lắm rồi. À. Rồi, kính mời bà con cô bác đồng hành cùng Tiến Cương và bác Tài taxi công nghệ đi thăm phố lồng đèn đỏ, ý lộn phố lồng đèn. Cha này vô duyên biết bị nhiễm chả luôn. Sao thấy tôi đẹp trai quá Tài, giống mấy người xinh quá à. Bác Tài vô duyên quá. Ơi chào chị. Dạ. Không mua thuốc cái đi, bệnh hoạn quá nè. Không, cái này bác Tài của em á chế ơi. Dạ. Chế này gì vậy chế? Ăn được không? Ăn được, ăn thử trái đi. Ăn nó ngon á. Ngon quá. Vừa nuốt thì ngon rồi. Ủa em trai cho anh hỏi cái phố lồng đèn này mình có lâu chưa em? Có lâu rồi. Có lâu hả? Xin chào mọi người, hiện nay Huy Khánh đang có mặt tại con đường mang tên là Phú Đinh. Con đường này bán rất là nhiều lồng đèn to nhỏ các kiểu khác nhau, và có đèn đốt bằng đèn cầy, có đèn đốt bằng pin nữa các bạn. Nhưng mà thời buổi giờ hình như là người ta đốt bằng pin nhiều hơn là đèn cầy, bởi vì người ta sợ hỏa hoạn cháy nổ. Bởi vì đa số bây giờ người ta ở chung cư nhiều là trẻ nhỏ không có biết cách chơi, nguy hiểm. Và bây giờ Huy Khánh sẽ cùng anh Tiết Cương đi một vòng con đường Phú Đinh này để cho mọi người coi ở trong đây bán lồng đèn nhiều và đẹp như thế nào. Lâu lâu muốn ông bác Tài đi theo mà ông không có làm được gì hết trơn á. Chậm tắm ông bác Tài. Chụp cho tấm chung kỷ niệm đi. Trời trả điện thoại. Chụp cho. Trả điện thoại. Ông mất tài thì nguy hiểm lắm. Sợi dây này bao nhiêu chị? Dây đó là 120. Cái dây này là 120 nhưng mà nhờ sự thân thiện và dễ thương của Tiết Cương nên bà chủ bớt năm nè. Còn bán cái này là tài xế Grab của Tiết Cương à. Thôi đừng biết. Ê, chào em. Đang quay nè. Em tướng mặt em chưa có quay em. Đó đúng rồi. Cái hôm đó là lý do bắt mình bịch khẩu trang đấy. Đây là lồng đèn đó. Con gì? Đó. Có phải con rồng. Cái bác Tài này không có phân biệt gì ra con rồng gì mà không có chó. Đây là lồng đèn con thỏ bà con. Ở đây là lồng đèn ngôi sao. Những ngày xưa mà những ngày Tết này bác Tài ở quê mà có được cái lồng đèn ngôi sao hay lồng đèn thỏ là vui lắm. Hồi xưa đi học thì cô giáo bắt lồng hoài. Hồi xưa đi học là mình nhớ những cái lồng mà làm lồng đèn mà dự thi lớp này thi kia. Em nhớ chú ép tài luôn á. Đèn bơm bớm đèn cánh. Hồi nhỏ em thích lồng đèn con gì nhất? Con bướm. Ba mua cho con bướm. Con trai mà chơi con bướm. Cái lồng đèn chơi 5 năm luôn á. Chơi hết mùa này bỏ bao lồng chơi luôn, mùa sau chơi tiếp. Đúng rồi. Ủa lồng đèn con gà đó nhiêu con vậy chị? Dạ 35 ngàn có. Ồ lồng đèn này 35 ngàn. Bây giờ là mình thời nay hết chơi đèn cầy rồi hả ta? Mình xài pin luôn. Tại vì đèn cầy thì đúng là nó là truyền thống thật, nhưng mà nó sợ dễ gây hỏa hoạn cháy nổ á. Thành ra bây giờ lồng đèn này là hình con gà 35 ngàn á bà con. Cho vô tham quan cái nha ông chủ bà chủ.
đó vô đây đẹp quá. Có Tài biết sự tích chú Cụi không? Chú Cụi là gốc cây đa. Để cho ăn lúa gọi cha rồi rồi. Ừ, cây đa nó có chị Hằng với lại con Thảo Ngọc. Bác Tài biết cái đó hả? Biết cái đó. Trời ơi, bác Tài không biết để cái Cương kể cho quý vị khán giả và bác Tài nghe câu chuyện về chú Cụi nhé. Ngày xưa có một chàng tiều phu tên là Tiết Cương, à không, tên là chú Cụi. Một ngày nọ, chú Cụi mới đi vào rừng đốn củi, bỗng nhiên gặp một cái hang cọp. Bác Tài, cái hang cọp có bốn con cọp to. Cái chú Cụi sợ quá, không, chú Cụi sợ quá, trong lúc mà quảng hồn nó cầm rìu vung lên giết chết bốn cọp con. Và vừa lúc đó thì cọp mẹ về tới bác Tài ăn thịt chú Cụi. Không, chú Cụi sợ quá, nó trèo lên một cành cây cao, thì cọp mẹ ở dưới lồng rộn lên để giống như là muốn ăn thịt chú Cụi á. Chú Cụi sợ quá đứng trên không dám bước xuống. Một lúc sau cọp mẹ mới bắt đầu bỏ đi, và chú Cụi quan sát thấy cọp mẹ đi lại một gốc cây ăn một cái loại lá, ăn xong về mớm lại cho bốn đứa con cọp con, và kết quả là bốn con cọp con sống dậy. Rồi bác Tài biết không, rồi chú Cụi mới biết rằng đây là cái cây thuốc giống như là trường sanh bất tử. Cái mới đúng cái cây nó đem về dọc đường thì gặp một ông lão ăn xin nằm chết dọc đường, thì chú Cụi mới lấy cái lá cây đó mớm lại đắp cho ông lão. Ông lão ăn xong, ông lão sống dậy. Xong cái bắt đầu á, ông lão mới nói đây là cái cây là trường sanh bất tử, cải lão hoàn đồng. Con hãy đem về trồng để cứu thiên hạ, nhưng đặc biệt không được tưới bằng nước bẩn, bởi vì tưới bằng nước bẩn thì nó sẽ bay mất đó. Thế là chú Cụi đem cây về vun trồng. Một ngày nọ thì chú Cụi gặp một con chó chết, chú Cụi mới đem con chó đó về đem vô bán tiệm thịt cây bay thằng bạn. Đem con chó đó về đắp thuốc và con chó đó sống dậy nhờ cái cây, và con chó thành bạn thân của chú Cụi. Ở trong làng có một cô gái rất xinh đẹp bị bệnh chết, thì chú Cụi mới đem lá tới đắp cứu cô gái đó. Kết quả sao? Cô gái đó sống dậy trở nên tươi tỉnh và lấy chú Cụi làm chồng luôn. Thế là nhờ cái cây cải lão hoàng đồng đó mà chú Cụi nhà ta có được vợ rất xinh đẹp. Một ngày nọ chú Cụi cho nên rừng đốn củi, thì ở đó có giặc cỏ đi ngang, và họ biết chú Cụi có cái tài cứu người á, cho mới chơi khăm chú Cụi giết chết vợ chú Cụi. Xong họ ác cái là họ lấy cái bộ đồ lòng để thả trôi sông. Chú Cụi về thấy hoàn cảnh buồn quá, cứu vợ mình bằng một cách như không cứu được, bởi vì cái lòng của vợ đã mất rồi, bị mất rồi. Cuối cùng biết sao không, chú chó hy sinh lấy cái bộ đồ lòng của mình đưa vào bộ lòng của bà vợ, và kết quả là vợ của chú Cụi sống dậy, tình người duyên chó đó. Xong á, còn chú Cụi thương con chó quá, lấy một bộ đất sét nặng cái bộ ruột gắn vô con chó, vậy mà cho con chó sống dậy luôn. Thế là gia đình càng quấn quýt bên nhau. Nhưng mà kể từ khi mà vợ của chú Cụi mà gắn cái bộ đồ lòng của chó vô á, thì tính nết thay đổi. Đi lai chó, đi vệ sinh không có đúng nơi. Thì một ngày nọ chú Cụi mới dặn vợ là có đi á thì đi đằng tây, chứ đi đằng đông thì nó vong mất đó. Vợ nghe trước nghe sau quên. Chú Cụi lên rừng đốn củi ở nhà, bà vợ không quen cái thói mà cái ruột của con chó cái đi vệ sinh vô cái cây. Kết quả là bắt tài biết sao không, cái cây bay mất. Đúng lúc đó tự nhiên trời nổi giông tố, chú Cụi vừa về tới nhà là cái cây nó bay ra khỏi mặt đất là này rồi. Chú Cụi mới bay là chụp nhảy lên. Bắt tài cho bay chụp, nhưng mà cái cây nó thuộc về trời rồi, thật ra cái cây bay bay luôn rồi luôn theo. Nhưng mà cái cây ông trời đã kéo về rồi, chú Cụi đâu chống lại. Thế là cái cây đi đa nó kéo ông chú Cụi lên cung trăng luôn. Thế là mãi mãi chú Cụi ở trên cung trăng và không bao giờ trở lại trần gian nữa. Nhưng kể từ đó chú Cụi có một người vợ mới tên là chị Hằng. Chị Hằng đó lại thêm một sự tích khác nữa, mà sự tích này Tiết Cương không kể cho Quy Khánh nghe. Quy Khánh tự tra Google đi. Tự nhiên Quy Khánh lại cái ông này là bác Tài chứ Quy Khánh gì hết. Bác Tài tự tra Google đi, tôi không có cãi đâu, đúng không? Chở đi có chút xíu mà được nghe câu chuyện chú Cụi là hay lắm rồi. Từ đó về sau chúng ta đã có câu chuyện về chú Cụi. Bóng trăng trăng nhà có cây đa to, có thằng Cụi già hơn một môi mà. Mỉm cười luôn kìa. Cụi ơi ta nói Cụi nghe, cung trăng mãi làm chi, các em thích cười muốn lên cung trăng, mới hỏi ông trời cho mượn cái thang, cho một cái lồng đèn. Vậy là sau khi mình kể câu chuyện xong thì ông chủ và chủ quyết định tặng cho Tiết Cương cái lồng đèn. Rồi mình đi về, vô tiệm người ta quay phá rồi đi về không mua. Cảm ơn ông chủ nữa. Rồi, bye bye. Mà tặng luôn hả? Tặng luôn á. Tặng luôn. Cái này chị giá. Chị giá nhiêu tiền ông chủ? Cái này 60.000. Nhưng mà quanh năm bán lồng đèn luôn hả? Không, quanh năm thì làm thế. Đó, thì là Tết Trung Thu bán lồng đèn đúng không? Rồi. Bây giờ người ta đã biết bà mình rồi, mình lịch sự mình nói đây là cái tiệm gì, tên gì, nằm ở khúc đường nào để cho khán giả vô mua ủng hộ.
là ông chủ đi. Kính thưa quý vị, muốn đến phố Lồng Đèn này thì quý vị đi vào con đường Phú Đinh. Đó, đường Phú Đinh. Tiệm mình tên là Tuyết. Tiếp đường Phú Đinh. Cái đường này là nó song song với một bên là Nguyễn Trãi, một bên là Trần Hưng Đạo, nhưng mà con nó nằm ở giữa đúng không? Dạ đúng rồi. Mà con muốn đến phố Lồng Đèn hãy đến đường Phú Đinh nha. Tôi cho em mở này ra được không? Vậy em ngợp quá, em phân bì tại người ta cho anh Lồng Đèn mà tao không cho. Cho em á, em xin giờ em xin cái Lồng Đèn con cá em treo trong xe hơi. Bây giờ anh hỏi, bây giờ anh nói thiệt, bây giờ em có mở cái khẩu trang ra người ta có không tặng tặng xin rồi thôi, rồi lỡ con cá con gì đi, con gì treo xe đẹp á, được con heo bích ba màu hồng đi. Yeah. Em đâu tưởng gà đâu Khánh à, đâu có con khỉ đâu, không có con khỉ, khỉ khó đó, khẽ quá. Cảm ơn tiệm Tuyết đã tài trợ cho Khánh và Tiết Cương thực hiện chương trình ngàn tỷ này. Heo cái tê này bao nhiêu? Thôi cái này tôi mua tặng cho riêng, cái này Tiết Cương sẽ mua heo Kitty, mèo Kitty tặng cho con gái của Huy Khánh. Cái này riêng bác Cương sẽ tặng cho bé khác. Bác Cương từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ tặng ai gì hết. Vừa khi tặng cái Lồng Đèn này xong về bác Cương lấy vợ được luôn. Trả tiền đàng hoàng nha bà con, cái nào ra nấy đúng không Khánh? Tiền mà có kẹp ở đây đưa cầm tiền, có cái kẹp cái viên kẹp nữa kìa. Kẹp cái đó rớt là mất hết nha anh Cương. Này của bác Cương tặng cho bé Cát. Về Khánh phải làm một clip riêng về cái này, em phải làm một clip đó Khánh. Rồi nó ăn cái bánh trung thu cầm cái Lồng Đèn mà nó trang chứa nước mắt. Rồi cái này anh trả tiền cái con này kiếp đi. Hai em sẽ bây giờ ông chủ nói là tặng phải không? Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip về Lồng Đèn trung thu ngày hôm nay nha. Ở trong đây có rất là nhiều lồng đèn bằng giấy kiến, giấy thường nè. Đó, rất là nhiều, cho nên mọi người nếu mà có con thì dẫn con tới đây mua Lồng Đèn buổi tối sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ thì Huy Khánh xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip khác nha. Bye bye.